hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ dự phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. Loại 2, quần liền áo choàng và mũ trùm đầu. Ở loại này, chúng ta có bộ áo liền quần, bao giày, khẩu trang N95, kính bảo hộ, tấm che mặt và găng tay y tế. Trình tự mang phương tiện phòng hộ cá nhân bao gồm: Bước 1. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 2. Mặc áo liền quần. Lưu ý, dây khóa kéo nằm ở phía trước. Kéo dây khóa đến cổ. Bước 3. Mang bao giày. Lưu ý, bao giày phải trùm kín toàn bộ ống quần. Bước 4. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 5. Mang khẩu trang. Lưu ý, đặt khẩu trang vào lòng bàn tay, cạnh có kim loại ôm sát vào sóng mũi, để dây đeo thả tự do dưới bàn tay. Đặt khẩu trang phía dưới cằm, phần che mũi hướng lên trên. Kéo dây trên qua đầu, đặt vào vùng chẫm trên tai. Kéo dây dưới qua đầu và đặt vào sau gáy dưới tai. Không để hai dây bắt chéo. Kiểm tra và chỉnh lại dây đeo nếu bị xoắn, vặn. Kiểm tra độ kín của khẩu trang. Bước 6. Mang kính bảo hộ. Bước 7. Kéo mũ trùm đầu. Lưu ý, mũ trùm đầu phải che kín hai tay. Bước 8. Mang tấm che mặt. Bước 9. Mang găng tay theo chỉ định. Lưu ý, găng tay phải trùm kín cổ tay của áo choàng. Trình tự tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân bao gồm: Bước 1. Tháo găng tay. Lưu ý, cuộn mặt trong của găng tay ra ngoài, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 2. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 3. Tháo tấm che mặt. Lưu ý, không được chạm vào mặt ngoài của tấm che mặt. Tháo từ sau ra trước, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 4. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 5. Tháo mũ trùm đầu đến cổ. Lưu ý, tháo mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong mũ. Bước 6. Tháo kính bảo hộ. Lưu ý, tháo từ sau ra trước, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 7. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 8. Tháo áo choàng liền quần cùng lúc với bao giày. Lưu ý, cuộn mặt trong của áo choàng liền quần phủ ra ngoài, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 9. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 10. Tháo khẩu trang. Lưu ý, với loại khẩu trang N95, tháo và cầm vào phần dây đeo phía dưới tai. Sau đó, tháo phần dây đeo phía trên tai, không để tay chạm vào khẩu trang khi tháo. Bước 11. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy.